là ông đi ngang đây ông bắn mày mà ông ngừng lại nghi lâu lắm rồi. Nói chung là anh nghi ha, anh nghi anh thấy giống như là cái người đàn ông này có biểu hiện lạ ha, giống như Lạ là lắm để á, ý vợ anh ha. cũng như để ý vợ mình ra làm sao, mình ra làm sao này kia rồi đó, Dạ, nguy là hiểm quá. để ý lâu lắm rồi. Chàng ơi, giờ trẻ nhà cũng đợi mà đi làm cũng hơi lo, lo lắng, sợ kẻ xấu. Anh cho em hỏi thăm nè, nếu như cái trường hợp bữa đó mà anh về kịp lúc á, rồi anh xử lý sao anh? Thì một là cái xe ăn xong Cho giục xe ổng xuống sông. à, Dạ. Còn hai. hai thì công an bắt vô tù luôn. Dạ, có nghĩa là anh kêu cơ quan lại xử ổng ha. Anh cũng tốt. Rồi thục cô đi bán rồi nó vô nhà rồi vợ em không chịu. Hồi nào anh? Hồi kia Hôm kia. Hôm kia nha, là anh đi bán cua xa không? Đây xuống dưới Nay khoảng là đây 2 cây số, là 20 cây số mà. 2 cây. 2 cây à? Là chị kể lại cho em nghe coi, ổng vô nhà ổng làm cái gì chị? Là anh về anh kêu của em đi, em đi. Ông rủ đi nhưng mà ông rủ đi đâu á? Ông mới đâu biết nữa. À, mà ông rủ đi hen. Là ông canh ha. Ông canh đó, rồi cái ông canh mấy giờ anh này anh đi á. Chàng ơi. Chàng ơi. Phạm thôi chậm mà quýnh đó, anh quýnh cái âm mới đó. Mà anh là mấy ông đó đó. Đúng rồi, bữa trước thì mấy anh em cũng thấy ông lại rồi la ông đó. Ra ổng đó, vừa đi đó, nướng đi hoài luôn đó. Đúng rồi. Như vậy là cái bữa mà Cái ngày hôm kia hôm kia là chồng chị là đi bán cua. Rồi ổng mới bò vô nhà. Bộ nhà. Nhà cửa Mà không lúc đó có. chị đang làm gì? Nào nấu cơm cho biết á. Là sao không tắm trên nhà mà tắm dưới sông chị? Dạ, chào mấy anh, tắm xong chỗ mát, hẻ, mà nực quá, tắm mát với chị mấy anh ơi. À, rồi trên nhà không có nước sao? Dạ, nào không có nước. Không có nước. Ở đây là mình tắm dưới sông không ha? Dạ, ở đây tắm xong không à. Chàng ơi. Chàng ơi, chàng. Rồi mấy đứa nhỏ cũng xuống sông luôn. Không có nhỏ tắm nhà mà mấy anh ơi. Ổng đâu? Ổng nhà. Sao ổng không tắm với chị? Anh tắm rồi đó, anh bộ đó. Chào chú mấy anh, chào với mấy anh, em thay đồ rồi, em nghe chỉ cho anh nha. Ok. Rồi, rồi, rồi. Ok. Là cái thao này chị mới giặt đó hả? Mới giặt mới tắm đó. Giặt một thao dữ vậy? Một thao gì đó mới chị nổi đó. Chàng ơi, chàng một thao đồ mấy bữa mà dữ vậy? 2 bữa mà giặt 1 bữa. 2 bữa giặt 1 bữa ha. Dạ. Dạ. Thôi mình lên trò chuyện chút chứ. Dạ. Rồi lên đi chị. Dạ. Ôi đồ cầu rồi quý vị. Hồi nãy rồi cô rủ cho em ăn nãy giờ đó. Gãy cầu giống ngục. Cầu một rồi, tự bữa lên mới được mấy anh ơi. Đâu quay dép mày trời, sao chưa được ta. Đặt nguyên thao đồ vậy đó hả? Anh chờ em qua giặt thao đồ vậy đó, mới chịu nổi ảnh đó. Rồi, chịu nổi anh hả? Thôi. Ngày thường là chịu không nổi ha. Hồi nãy mấy anh em vừa tới đến á, thì thấy chị giặt đồ dưới sông nhưng mà tắm cùng với bé trai á cũng ở dưới sông luôn. Vậy là trên nhà mình không có cái chỗ tắm hay gì anh? Không có tắm mà với không có cái phương tiện mà mình nước sạch không hả? Nước sạch nước không lại xài không à? Không có nguồn nước luôn anh. Không có nước. Không có nước. Là mắc xếp dưới sông lên. Không có phương tiện mình đem nước dưới sông lên. Chàng ơi, như vậy rồi cơm nước đồ là sao anh nấu bằng cái gì? Cũng nấu nước mà sách không à. Sách không à? Chứ không có mua tưa bơm lên ha. À. Nếu mà cái đó nội cái đó không là khoảng 2 triệu, 2 triệu rưỡi. Là tiền mua mua tưa đó nha anh ha. Không mua máy mình đổ xăng mình chạy á. Là máy để mà đổ xăng chạy bơm lên. Ừ. Rồi bắt đầu ở trên là mình lấy lu đồ mình hứng lại mà anh có đồ hứng chưa?
chưa luôn đó, là chưa. Nếu mà máy không đó là cái 2 triệu đó, còn cái bồn nữa là cỡ như 3 triệu nữa là 5 triệu, 5 triệu á. Năm triệu khổ thân. Hai vợ chồng cho em hỏi anh với chị, cho em hỏi thăm nè, là ở trên nhà không có nước rồi nhưng mà có điện không? Không luôn. Không luôn. Không có điện đài gì luôn. Không luôn. Cho em có cái mặt đèn chạy đó rồi đó. Cái đèn đó là cũng như người ta cho đó. Đèn đèn đó cho em không đó. Năng lượng mặt trời hả? Năng lượng mặt trời mình đó. Như vậy rồi quạt gió đồ đâu có đâu. Đâu có, không có gì hết. Không có gì trơn. Là từ hồi xưa đến bây giờ luôn hay là mới đây anh chị? Hồi xưa đến giờ luôn. Hồi xưa đến giờ luôn. Đèn ơi khổ, hai vợ chồng dữ vậy chàng. Như vậy thì điện này là anh không có xuống đường điện hay là sao, hay là không có điện tới? Không có điện tới luôn. Người ta không có đường dây điện ngang đây ha. Cho nên là mình sống cái cảnh vậy luôn. Cảnh vậy đó. Ơi, quạt là... thì quạt bằng quạt tay. Hoặc một cái cao á. Ba đứa nhỏ là phải chịu cái cảnh đó. Trời ơi tội nghiệp không. Anh chị cho em hỏi thăm nè. Thì hồi nãy em có nghe nói cái khúc mà anh đi công chuyện á, là có người đàn ông khác đột nhập vào nhà á. Công chuyện nó như thế nào anh kể cho em nghe coi. Cũng như em đi bán cua á. Rồi thục cua đi bán, rồi nó vô nhà, rồi vợ em không chịu. Là hồi nào anh? Hồi kia. Hồi kia nha. Là anh đi bán cua xa không? Đây xuống dưới khoảng 2 cây số. 20 cây số mà. 2 cây. 2 cây à. Là chị kể lại cho em nghe coi, ổng vô nhà ổng làm cái gì chị? Là anh về anh kêu của em đi, em đi. Ổng ngủ đi nhưng mà ổng ngủ đi đâu á? Ổng ngủ đâu không biết nữa. Mà ổng ngủ đi ha. Là ổng canh ha. Ổng canh á, rồi cái ổng canh mấy giờ anh này anh đi á. Chàng ơi. Chàng ơi. Phẩm đó, phẩm là chậm anh quýnh đó, anh quýnh cái âm mới đó. Mà anh là ông đó đó. Đúng rồi, bữa trước thì mấy anh em cũng thấy ông lại rồi la ông đó. La ông đó, vừa đi đó, đứng đi hoài luôn đó. Đúng rồi. Như vậy là cái bữa mà ngày hôm kia, là chồng chị là đi bán cua. Rồi ông mới bò vô nhà. Bò vô nhà. Nhà cửa à, lúc đó chị đang làm gì? Nào ăn nước cơm cho biết á. Chị cũng nói làm gì đó. Của chị đi thôi, chị không đi nữa. Là ông đi vô nhà luôn hả? Chị ngồi vô nhà đâu có được đâu. Vô nhà không được đâu. Bị ảnh khóa cửa lại không ra được. Cũng mừng á. Nguy hiểm quá. Nguy hiểm lắm anh ơi. Chứ cái sức đàn ông thanh niên mà chị làm đâu có lại. Trời ơi. Như vậy là bình thường là khi mà anh đi bán cua hoặc là anh đi chợ đồ á, là anh sẽ khóa cửa lại ha. Khóa hết. Khóa cửa lại hết. Rồi chị với ba đứa nhỏ ở trong. Với sợ mấy đứa nó xuống sông anh. Nó chưa bước lội đó. Chưa bước lội á. Trời ơi, rồi ổng đứng nó lâu không chị? Lâu lắm. Lâu lắm. Cây. Lâu lắm. Lâu lắm mà hỏi ảnh ha, anh mấy anh về là mấy ông đó là ông là tá liền đó. Mấy khi rồi đó. Trời ơi. Còn nhướng như vậy nè. Nhướng với chị ha. Ghê lắm, chị về mình coi chỗ khác. Sợ ha. Em sợ lắm, chị sợ lắm đó. Rồi cái lúc mà chồng chị đi bán cua á, rồi ổng lại ổng đứng ngay cửa ổng kêu hay sao? Ổng kêu á. Mà hủ của mình đi, mình không đi thôi, mình khóa cửa lại, mình có ra được đâu. Sợ vậy. Ổng rủ chị đi ha. Chàng ơi chàng, vài bữa chị kỹ á, đừng có đi theo mấy người đó nghe. Trời ơi, theo ảnh đi hận bán cơm gì đó, đi chợ cơm gì nữa, nó khóa cửa nhà lại vậy đó, bình thường. Mà hả, mà ông anh như mần mướn cũng khóa, cũng khóa cửa. Ảnh khóa nhà lại mới sợ. Mình làm ông có được đâu. Làm lại sợ mấy đứa nhỏ đâu, chị yếu sợ mấy đứa
Sao mấy đứa nhỏ này xuống sông á? Chạy xong rồi, chưa mấy đứa, hai đứa này chim lội. Có nghĩa là anh thường thường anh khóa cửa là chủ yếu là cho mấy đứa nhỏ đừng có xuống sông. Nhưng mà không ngờ là cái bữa đó là xuất hiện cái người đàn ông này. Là lại định vào nhà đặng dụ chị ha. Chàng ơi chàng, nguy hiểm quá. Bởi vì giờ mà đâu có anh sợ gì mà anh có dấu. Phải có Hưng. Anh xỉn rồi, anh chị em nói anh thế nào cho á. Gặp anh đây á, em nói mới nói ra được. Anh cấp anh đi. Như vậy ha. Rồi chị cho em hỏi thăm nè. Như vậy là ổng có xô cửa đồ vô không? Cứ xô nó xô có được đâu. Ổng xô cửa nữa hả? Nguy hiểm như vậy chị. Rồi sao chị không la lên cho người dân người ta nghe người ta cứu? La được có ai cứu mình được đâu, giúp mình được đâu. Trời ơi, ở đây thưa quá thưa nè. Ở đây có một cái nhà một. Thưa lắm. Bây giờ em muốn mà ăn là phải có vợ chồng mình chung mới được. Đúng phải, rồi. Phải có phương tiện mình gần chung, muôn bán đồ chung mới được. Chứ anh biết sao không? Em thấy chị thì hiền. Với chị nhỏ con á. Nếu mà theo như cái người đàn ông đó mà bữa đó anh không khóa cửa là ok giờ là gọi xong, luôn đó, là xong luôn á. Bữa đó chị sợ dữ không? Bữa đó sợ lắm á. Ghé bữa đó là chị này chị mua ổ mì vậy đó, ba ổ gì đó. Có ba ổ à, anh em có ăn đâu. Đứa này với thằng trai với nhỏ em đó, nhỏ cái em đó. Em có ăn đâu. Cái một bữa đó mà ông dạ. Lên hình là ông đi ngang đây ông bán mì mà ông ngừng lại nghi lâu lắm rồi. Nói chung là anh nghi ha, anh nghi anh thấy giống như là cái người đàn ông này có biểu hiện lạ ha. Giống như là để ý vợ anh ha. Cũng như để ý vợ mình ra làm sao, mình ra làm sao này kia rồi đó. Dạ. Để ý quá. Để ý lâu lắm rồi. Chàng ơi, giờ trẻ nhà cũng để mà đi làm cũng hơi lo lắng, sợ kẻ xấu. Anh cho em hỏi thăm nè, nếu như cái trường hợp bữa đó mà anh về kịp lúc á, rồi anh xử lý sao anh? Thì một là cái xe ăn xong. Cho dục xe ổng xuống xong. Còn hai? Hai thì công an bắt vô tù luôn. Có nghĩa là anh kêu cơ quan lại xử ổng ha. Đúng rồi, chứ anh nghĩ đi. Nhà cửa người ta mà đi vô mà đứng ngay cái cửa mà kêu vợ mình, dụ vợ mình mà... Đó, bắt được là nó là cướp cổ đó, cướp cổ luôn á. Vô nhà anh luôn? Thì vô nhà nó cướp cổ chứ sao vậy? Dạ. Bắt được tại chị. Chị cũng hiền quá nữa. Mà cướp mới đó, anh đi chèo mới cô dài đó, anh không gặp. Anh gần kẹp chút xíu là hồi nãy nó bay cái sông biển á. Là sao chị? Bay cái sông luôn, ổ đi sông luôn á. Nếu mà ảnh mà đi bán cua về kịp á, bán cua về kịp là cho cái ông mà ông đi lại gần chị ha. Là bay xiết xe xong luôn đó. Anh chị cho em hỏi thăm nè, khi mà cái cuộc sống nó khổ cực như vậy nè anh chị, rồi anh chị có cái hướng giống như là định hướng cho cái cuộc sống mình không? Cũng có mà không có đồng vốn được. Không có đồng vốn nữa. Giống như là mình cũng suy nghĩ cách kiếm tiền rồi, nhưng mà kẹt cái là mình không có vốn ha. Không giống mặn. Không giống mặn ăn. Rồi mấy bữa trước mấy anh em có ghé chào giống như là tặng một ít tiền với đồ ăn đó. Có mua cái gì thịt thà gì cho mấy đứa nhỏ không anh? Không có. Gán mua cho mấy đứa nhỏ sữa đi, em thấy mấy đứa nhỏ thấy tội nghiệp quá. Sữa thì mua, chắc mua tính mua. Tính mua sữa. Mua sữa thì không có sữa bịch nó. Không có cái phương tiện cho nó ăn hàng ngày. Cũng như mình tính toán. Có nghĩa là nếu mà anh mua sữa thì sẽ mau hết tiền ha. Là không có để dành cho mấy đứa nhỏ được. Rồi bây giờ buộc lòng là phải mua cái cách khác cho nó ăn cơm thay đi. Cơm tiết kiệm ha. Cơm với thịt thà cho nó ăn cơm nó không chịu ăn nữa. Thịt thà cũng như là cơm không chịu ăn. Lâu lâu có đi chợ đòi á thì đòi té đủ á còn cái ăn đó. Lâu lâu có đi chợ á thì mua này mua kia cho nó ăn. Là mới ăn chế đu đủ đó hả? Mới chơi đủ rồi đó. Có ngon đó hả? Ăn ngon không có bữa hàng, bữa cháo không hết đó.
Em gọt rồi á, em gọt. Ngày em thấy bụng no kìa. Trời. Không phải gì lắm. Không phải ăn cho đủ lắm. Nó không muốn đổi gì là có nấy đó. Không tại anh đòi ăn vậy mà em có nấy gọi nó ăn đó. Dạ. Anh cho em hỏi thăm là chị thì hiền như vậy á, là từ hồi lúc mà về với anh đến bây giờ á, là có từng bị những cái trường hợp mà giống như cái ngày hôm kia không? Cũng có. Là bữa đó như thế nào anh kể cho em với quý vị khán giả được biết chứ? Hồi lúc trước cắt cái nhà đây nè, em đi mày. Cắt cái nhà ở đâu anh? Cắt cái nhà ở đây nè. Sau lưng nha. Sau lưng có em, có chị nè. Cắt cái nhà, nhà nhỏ, dừng lá. Dừng lá. Lợp á, thì lợp bằng thiết, dừng cũng bằng thiết, bên dừng lá. Xé vết lá vô. Chàng ơi. Em đi mặn. Xé vết lá luôn hả? Ừ. Rồi lúc đó là anh đi mặn rồi hả? Lúc đó anh đi mặn á, lúc anh đi mặn á. Rồi chỉ ở nhà. Ừ. Chàng ơi. Là rồi. Chung vô được không anh? Được. Chống lỏng mà. Chống lỏng mà. Rồi lúc đó nó làm cái gì? Rồi về nói rồi, lỡ rồi thôi rồi, biết đâu chờ, biết ai đâu bác. Là làm chị luôn hả? Biết ai đâu bác. Biết ai nói. Nhưng mà giống như là ép chị luôn. Ừ. Là chung vô rồi là bắt dính chị luôn hả? Chàng ơi. Bữa anh là đi bị luôn rồi. Bị rồi, ngay nhà đây nè. Nhà chỗ này nè. Hồi đó con khỉnh nhà bữa đó. Sao chị không dậy? Nhảy gì? Đạp kia, ta chỉ ăn chỏm chỏm kia, đạp dạo đạp vậy nè. Ừ. Bài luôn, không chờ đi nữa. Chị đạp trúng luôn mà nó không sợ luôn. Ừ. Rồi nó nhào vô nó ôm chị hay sao? Ôm chị á. Chàng ơi. Bữa đó còn nhà đây, cái anh đi mặn á, anh chưa về, cái này mới về nè. Ừ. Chưa mới về đó. Thì đi mặn lúc... Ôm chị xong rồi có làm gì không? Không, ôm chị không mà, không có làm gì chứ. Đi mặn á, đi mặn á thì 3 giờ. Có làm mà nó ôm chị rồi nó có làm gì chị không? Có rồi không? Trời ơi, thấy ghê vậy. Bữa đó thằng nãy đó. Là dạ. Con chị ha, con trai ha. Con trai của chị đó la làng lên. Trời ơi. La làng lên luôn. Ừ. Nhưng mà sao người ta không cứu ta? Đâu cứu mình được đâu. Vì ở đây vắng quá hay sao? Vắng lắm. À. Chàng ơi, chàng tội nghiệp anh dữ vậy anh? Bởi vậy, giờ cái công chuyện mặn á, thì bây giờ đi mặn mướn giờ cũng không xong. Mướn không xong, anh nhà hoài. Chàng ơi, như vậy là chị có lúc đó là có mấy đứa con rồi? Hai đứa nha. Mà cái con trai bự á, thì chạy đi kêu ha. La làng á. Chạy đi la làng nha. Đâu là cái... Trai là con lại đây ngồi xuống đây. ngồi kế cha để chú hỏi chú hỏi là có vòng vòng trong đây không? Có không? Có. Trời ơi, ai đâu con chỉ coi. Cái gì là bởi vì anh đi làm là từ đó về sau là anh khóa cửa lại ha. Ừ, khóa cái nhà lại. Dạ, cho nó an toàn. Cho an toàn đi. Mà mới cắt lại nhà này là cũng như 3 năm. Ừ, 3 năm rồi đó. Về qua nhà này thì cây với ton rồi nó đỡ nha, không có xé được ha anh ha. Ừ. Giờ, hồi trước thì nhà lá thì bị xé ra, xé ra nó chung vô luôn. Là ngoài lần đó rồi còn lần nào nữa không anh? Không. Không. Rồi anh cho em hỏi thăm nè, như vậy thì chị giống như là có nhớ mặt cái người đó không anh, cái người đàn ông đó không? Người kia xấu không? Anh. Không nhớ hả chị khờ, chị không có nhớ nha. Chị biết thôi ha. Chị biết vậy thôi chứ không có biết. Nữa. Người biết nó mặt nó nữa. Nếu mà nó quay lại lần nữa chị nhìn thấy không? Nhìn biết không? Biết được không? À, có nghĩa là nếu mà nó quay lại đây mà nó đi ngang mình thôi là mình biết người nào liền ha. Ừ. Nhưng mà nó không đi ngang luôn. Không. Trong khi đó anh có đi kiếm không? Không, mình đâu có kiếm làm gì. Mình lo nghèo lo mặn thôi chứ kiếm làm gì. Dạ. Mình nghĩ cũng như qua đường thì thôi. Trời. Vợ mình mà... Mình nếu mà mình kiếm rồi cái công chuyện mặn ăn mình sao mình mặn được. Nhưng mà trong lòng thì cũng tức ha. Ừ. Nhưng mà tại vì cái công việc không anh có đi kiếm được. Ừ. Thấy người chồng này cũng hiền quá. Chị, thì cho em hỏi á. Dạ. Nhiều lần như vậy thì có khi nào mà kẻ xấu đó nói là dụ kêu rồi cho tiền gì không? Im đi không? Có không? Không, không cho tiền. Nhưng không như, cho tiền. Không cho tiền như thế nào? Tiền nó dùng đi á, cá nữa ha, dùng đi không đi. Chị ơi, không cho tiền mà dụ đi. Ừ.
đi đó. Thấy cô vị khán giả còn thấy người chồng rất là hiền luôn quý vị khán giả ơi. Cô vợ thì cũng hiền, cho nên là bị kẻ xấu xé nát nhà và vào để mà làm những cái chuyện không mong muốn. Giờ tuy nhiên chỉ thì hơi hiền á, cho nên là không có nhớ mặt, giống như là không có biết nói là người nào. Và anh cho em hỏi thăm nè, khi mà vợ mình xảy ra cái chuyện bị như vậy rồi á anh, rồi giống như là anh có giận vợ mình không? Cũng giận mà mình cũng để tâm thôi, chứ mình bắt người ta không được sao nói được. Ừ. Để trong bụng ha. Trong khi mà anh đi làm á thì anh có dặn vợ ở nhà để cửa nẻo kín đồ không, này nọ đồ không? Đã mình phá hết trơn rồi mà. Trước khi anh đi là anh phá mà. Cửa nè. Nhưng mà xé nhách là không ngờ tới ha. Có hàng kìa xấu đó, hàng mà nãy anh nói rồi đó. Ừ. Mà họ mới chị này nè, chỉ mua mớ mì cần cứ mua rồi. Ừ. Cả cũng mua. Phải không? Ừ. Cần cứ mua mì nữa. Là, nói chị á là lúc rồi. lúc trước là có trước rồi chị biết rồi phải không, thì chị không cho mua đó hen. Ừ. Chàng ơi, mà bữa đó là đến bắt quấn nó luôn á. Trời, chàng ơi, giận ha, anh giận ha, nhưng mà anh suy nghĩ lại anh không làm, bởi vì mình bắt người ta không được mà làm không được. Dạ. Phải bắt được anh... là làm quấn thiệt á. Dạ. Mà cái anh đó đó rồi là lợi dụ chị đi á, mấy lần rồi nào mẫu mới biết đây à. Ừ. Chị cũng biết. Dạ. Mấy anh hiểu rồi đó. Anh cho em hỏi thăm nè, em được biết á thì chị hình như là có một đời chồng trước á anh. Nhưng mà cái khi anh đến á, là lúc đó là anh gặp chị á, là anh có biết là chị đã có chồng có con không? Biết, biết luôn ha, nhưng mà anh vẫn chấp nhận luôn, bởi vì thấy khổ. Có đời chồng trước biết mà khổ lắm. Ừ. Là chồng trước chị giống như là quậy lắm hả chị? Quậy lắm. Phá hoài đi chồng. Ừ. Có giống như là có nhiều lần dùng tay dùng chân với chị không? Không. Nó bỏ nó mà chừng mấy năm rồi không... Nó cái vợ của con hết rồi mà nó có sợ đâu. Ừ. Mình đâu có hận nó đâu, mình hận mình thôi. Là chị bỏ ha. Chứ không phải là cái người chồng trước bỏ chị, mà chị bỏ người chồng trước. Ừ. Nhờ nói cái gợi nữa. Hả? Nói cái gợi. Có gợi hả? Mới chị mới bỏ nó. À, có nghĩa là chồng trước chị có gợi. Mà chồng trước chị trẻ không hay là lớn tuổi là U60 luôn? Nhỏ tuổi. Nhỏ tuổi hơn. Nhỏ tuổi ha. Mà mới bỏ đi. Ừ. Nhỏ tuổi mà có tật. Có tật nữa hả? Chàng ơi, khổ thân không? Dạ chị, thì cho em hỏi thì gặp ông chồng trước vậy đó, thì trong khi mà chị chưa gặp anh đây nè, thì coi đi có nhiều lần những kẻ xấu rồi đó, kêu chị dê chị hay lợi dụng gì không? Cái cấp mà chưa có gặp ảnh đó, có không chị? Không, bữa đó có người bạn nó ở trong đình Mỹ đó. Ừ. Có người nó ba hàng. Sao vậy? Ba hàng á của em muốn cà phê. Chàng ơi. Ủa cà phê nha. Đồng hoàng em nói hoàng lắm. Em nói ngọt lắm. Sao chị? Nó nói á, mày về đi, tao không có về. Tao bây giờ á, tao hôn nó rồi, tao không cõi nữa. Tao sống thằng này còn khổ lắm rồi. Mày về đi. Tôi nói anh Hải em, anh cụ của em á. Ừ. Anh Hải, anh cụ của em cũng ngu lắm. Thằng đó cho tiền nó lấy liền đó. Ừ. Nó hỏi bé đâu rồi. Nó nhà chồng lú cái lầu ra. Ai vậy? Có làm gì chị không? Không. Đứng ba thằng đứng bên một à. Đứng hai bên vậy nè. Giống với mấy anh vậy nè. Kìa ha. Sai ra thôi. Không có gần em. Ừ. Với nhà ngoại đó. Với ngoại em chứ. Ừ. Đó bà ngoại còn sống. Cứ ngoại em còn sống bạn á. Lúc đó là chưa gặp anh chồng U60 này. Chưa gặp. Nói anh á, anh nghĩ rồi. Thằng đó đó, mà trời xấu quá đó. Nó xuống nhà em hoài. Nói mày đi về đi, tao hỏi mày nói nha. Nói nó thôi đi, mày về với con quẹ dưới đi. Mày nói tao không về, mày nói quẹ gì đó, tao không về đó. Tao hôn mày đó. Mày sao mày làm? Em có bọn con 100 rồi. Em bỏ nó nữa. Em cho nó.
là ai nuôi? Em cho nó bài có gì thì chém gì tên này nè, mới sinh thì nuôi bỏ không có con đó. Ừ. Em cho bà. Chèm ơi. Không có chỗ năng học hoàng nữa. Ừ, giống như là chị không có đủ khả năng để mà lo cho con mình ăn học. Rồi chị thấy vậy chị cho cái người mà không có con luôn. Ừ. Để cho người ta nuôi ha. Nặng người ta có khả năng người ta lo cho con mình đầy đủ ha. Dạ, tội nghiệp quá. Dạ. Yeah. Như vậy là chị cho em hỏi thăm nè. Khi mà cho người con của chị á, rồi chị có đành lòng không? Không mà... Chị... Cái tên rồi thôi chứ. Trời thôi chứ. Là chị muốn bắt lại nhưng mà lỡ ký tên rồi hả? Rồi chị nhớ con không? Nhớ. Tội nghiệp chị. Khổ quá trời. Cho ở xa không chị? Cho ba chứ. Cho tôi chứ hả? Tội nghiệp chị quá chị. Nhưng mà làm rồi, vậy. Rồi chị có thường xuyên giống như là gình gình để mà thăm con mình không? Không. Ừ. Không dám nhìn luôn hả chị? Tự nhỏ mất mình rồi. Đúng rồi, lớn rồi nó cũng biết chị à. Nhưng mà em sợ nó buồn á, nó giận tại vì vậy chị cho á. Rồi cha mẹ nó giờ ở gần đây nè. Dạ, ở gần đây ha. À. À, như vậy nữa lớn nó mình tìm đó. Khỏi tìm cũng cha mẹ nó cũng dắt tới à. Dạ, khỏi tìm cha mẹ cũng dắt tới ha. À, bởi vì người ta là giờ gần 70 rồi là không có con. Ừ. Trước lúc mà chị cho chị có suy nghĩ kỹ chưa? Lúc giờ nó chị sinh rồi mà chị không cho nữa. Ừ. Đâu có cho bú đâu. Không cho bú đâu. Bên kia người ta không cho bú luôn mà. Bên kia ta bắt mà. Vừa sinh xong là người ta bắt rồi. À. Ừ. Chàng ơi. Đã sinh trước mà. Sinh trước á. Tội nghiệp không, tôi gì khán giả. À, chị nghĩ sao mà chị cho vậy? Chị không cho đâu mà. Em nhớ là vậy mà. Thì bà ngoại nó suốt cho. Ai kêu cho? Bà ngoại. Chàng ơi, bà ngoại ruột chị ha. Tội nghiệp chị quá vậy chàng. Ừ, chị cho em hỏi thăm nè. Dạ. Khi mà thôi cái người chồng trước á, rồi bây giờ đến với người chồng sau nè là ông chồng U60 này nè. Dạ. À, hai người nào tốt hơn? Không tốt, con này tốt hơn em nè. À. Cho ngoại em ăn cháo, ăn đồ ăn kia đó. À. À, em không tiền thì cho ngoại em đỡ 20-100 ngàn, ổng anh không bệnh, em cho ổng á. Còn người chồng trước không cho hả? Không trước không cho đâu. Này cho ổng ngoại em nè, em cho ổng đó. Bởi vì mới thương ổng dữ gì đó hen. Rồi cái nó tiền của em á, rốt á thì ngoại còn sống. Ngoại mất rồi, còn ngoại. Ừ. Mà đâu đến á thì cho ngoại 100-120, ăn cháo ăn sáng chiều thôi, ăn sáng thôi uống quê thôi. Cũng mừng rồi. Mà cái gì ăn nãy cho thôi, kia không cho nó, nãy tốt hơn kia. À. Rồi bình thường ông này có cưng chị không? Thôi đó. Mà thì vẫn đi đám giỗ ngoại ăn bệnh á, không có đi nữa, hoàng. Ừ. Đám giỗ cổ sướng hoàng. Rồi ảnh có dẫn chị đi chợ mua đồ ăn cho chị không? Có mà có đi mua đồ chợ ăn, mua đồ ăn về cho ăn nữa. Dạ, như vậy là quý anh chồng này lắm ha. Dạ, như vậy là chị sống với anh chồng sau này nè là được bao nhiêu năm rồi? Được mấy năm rồi. Mười mấy năm hả anh? Ừ. Ồ, cũng thời gian cũng khá là lâu à. Lâu lắm. Dạ, như vậy là chị sống là từ lúc mà 17 tuổi đến bây giờ luôn. Đến bây giờ. Chàng ơi, anh cho em hỏi thăm nè. Thì cái khi mà anh bây giờ là đang thất bại á, giống như là không có công ăn chuyện làm nè, rồi không có làm ra tiền để mà lo cho vợ con á anh. Rồi anh nhìn cái cảnh vợ con mình giống như là thiếu thốn á, rồi sống thì trong nhà thì không có điện nè, còn nước thì cũng không có rồi đó. Rồi anh buồn không anh? Buồn thì đêm ngủ không được. Là buồn đêm ngủ không được luôn hả anh? Ừ. Là lúc đó anh cảm nghĩ như thế nào, anh kể cho em với quý vị khán giả. Cũng như là mình muốn công việc đó mà không có số tiền làm. Dạ. Thất bại cái anh buồn ha. Ừ. Còn họ mất ba cái lúa rồi, anh ấy buồn nóng thiệt, anh giận thiệt. Ừ. Mà chạy không mò luôn đó. Đó, bắt bỏ luôn đi em ơi. Mò cũng không dính đâu chị ơi, tại vì mò nó lạc rồi. Xui rồi. Bởi vì số người ta muốn lấy đâu mò đâu có đâu. Mò đâu có đâu,
số của mình là tao lú của mình là mình phải tất cả bụng mình rồi bỏ thôi giờ mọi đâu có đâu. Dạ thì anh có cái bí quyết nào mà anh chọc được mà gù được vợ trẻ anh đã chia sẻ cho em và mọi người được biết không? Bởi vì đi mằn rồi cái rủ đi chơi xem cái lưng mà. Ai rủ? Dạ. Rủ chị hả? Anh kể. Đi xem cái lương. Là lúc đó còn cái lương sao? Còn. Còn. Còn, còn hát theo cũng như chùa. À. Chùa đình đâu đó. Chùa đình đó. Rồi anh rủ chị đi ha. Mà em được biết là chỉ là khó lắm mà chỉ không có chịu đi theo ai chân mà. Xong anh gù hay á. Bởi vì cái thời đó là qua nhạc mà có cái tuần cái lương. Dạ. Máu nhộm thương chùa đó. Dạ. Ờ tuần đó cũng nổi tiếng lắm mà. Đó. Là bà ngoại đốc đi coi cho biết. Bà ngoại đốc với cô đi biết thôi. Là đốc chị đi với anh đó ha. À. Chàng ơi. Đi coi cho biết. Đi coi đi biết thôi. Rồi đi coi xong về có lặng đâu không? Có. Có. Lặng. Phải lặng vô đó. Dí ba cái gì? Dí ba cái gì à? Lặng vô khúc nào? Lặng vô quá. Quá. Rồi chị chịu luôn hả? Chịu luôn hay vậy? Chán á. Anh thấy anh tốt rồi sao? Mời chịu luôn. Thấy tốt luôn. Em hỏi thiệt chị nha. À, coi như là mười mấy năm nay nè. À, chị đã chấp nhận đi theo ảnh á. À, bây giờ chị có hối hận không? Không. Không nha. Coi như là bằng lòng nha. Chàng ơi là sống khổ cực gì cũng chịu luôn. Dù cho bắt ốc thái gao gì cũng theo ổng hết ha. Rồi nhiều khi chị nằm đêm á, chị thấy ảnh giống như là buồn á. Tại vì ảnh thất nghiệp rồi đó. Ảnh buồn á, rồi chị buồn không? Thất nghiệp này á, buồn. Buồn thiệt mà không giận nữa. Buồn mà không giận luôn ha. Quý ha. À không giận luôn. Quý hả chứ quý không? Chàng ơi, như vậy là cô vợ đến với ông chồng là năm mới 17 tuổi thứ nhiều quý khán giả. Nhưng mà đặc biệt rất là thương ông chồng này. Dạ. Mà họ mới thì đến trước á, có mình vợ ngoại có già không làm. Cho tiền ngoại nữa. Hai cho tiền ngoại luôn. Ờ, cho tiền ngoại, ngoại cũng sinh hoài. Nói xin trời cho tiền ông này nè, ông chồng em nè. Ừ. Nói ông bé á. Nói em cái gì đó hả? Anh nói mình nha. Đi qua ngoài nhập tư em chơi bánh á. Với mẹ bánh á. Thì từ sớm bên à, nó hơi xa. Cái mẹ anh nói thôi bé, em có tiền cho ngoại cho em 20.000 cho ống miếng cháo. Ống cục phê thôi. Là anh cho ông á, ảnh đâu có cho đâu. Chàng ơi, nhưng mà ảnh là cho tiền chị. Tặng chị đi cho ngoại. Vậy cũng được rồi. Rồi cái anh dài á, anh về tới đây á, trèo hoài, tới trèo hoài. Về tới đây nó nói ông ngoại sẽ tiền anh ngoại các em, cho ngoại 100.000 đi em. Bóp cho. Chàng ơi, tội nghiệp không? Lúc cho ông ngoại em 100.000 đi, ổng đi nó bệnh, ổng đau. Ông ngoại không có tiền nữa, bị tao lấy hết rồi. Còn người chồng trước là không cho ha? Không trước không cho. Mới hôm kia em cho ổng là 200. Như vậy cũng quý cái tình cảm mà của người chồng chị á, dành cho gia đình của chị á. Và giống như là thương chị rồi, còn thương thêm gia đình của chị nữa. Dạ. Thấy ông đau, ông già cả rồi mà ông đi khám bệnh, không có tiền đi khám. Mặc dù là người chồng không có tiền trong túi, nhưng mà vẫn chiết ra cái số tiền đó là em nghĩ là rất là lớn đối với người chồng của chị. Dạ. Hổm thì ngoại em á, tiền hoài à. Bà hổm mà em có tiền không? Chạy nói hoài nè. Nói em có tiền cho ngoại 100.000 đi em. Em hết tiền rồi. Là chị giữ tiền hả? Hết tiền rồi. Tiền riêng của anh ta cho riêng á. À. Cho riêng nữa mà cho ngoại em bệnh á. À. Vậy có phần tiền của em cho riêng á. Chàng ơi quý quá quý. Bà hổm ngoại em bệnh đo gì đó không đúng biết rồi. Ổng rau rồi, ổng không có tiền bà kia hết á. Dạ. Nó nói em cho ngoại 200.000 đi em. Rồi em mới em cho luôn. Chàng, dạ, nói chung là hai vợ chồng chị là thương ông ngoại với bà ngoại ha. Thương ngoại gì nhất là ngoại, bà ngoại mất rồi, còn ổng thôi à. Dạ. Ngoại sớm rồi nó. Dạ, mình ngoại. Nghèo, dạ mình có cái ít thì cho ít, có nhiều cho nhiều. Dạ, thì anh chị ơi, thì bữa nay ba anh em lại đây.
Thì thứ hai thì gửi một cái phần riêng. Cái này là tiền cá nhân của mấy anh em, thì gửi cho anh chị để phụ giúp cái phần nào ha. Thì em cũng cảm ơn quý chị rất là nhiều ạ. Thôi thì em nguyện cầu chúc cho hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc, nhiều sức khỏe và trăm năm hạnh phúc nha. Dạ thưa Diễn, dạ đến đây thì Ngôn cùng với Thanh Trúc cũng như là anh Hiệp xin phép được kết thúc video tại đây, và hẹn gặp lại quý vị khán giả.